Bạn Đức Yasu, chị ơi chị làm 7 bí ẩn về thanh kiếm đi ạ. Đang định rửa tay gác kiếm thì lại có yêu cầu như thế này thì không biết là có nên làm hay không đây. Chắc chắn là có rồi. Và chắc hẳn thì kiếm là một đồ vật mà được rất là nhiều các bạn quan tâm và cũng như đã từng đặt câu hỏi liệu rằng những cây kiếm như vậy được làm ra như thế nào. Không biết kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc đánh nhau té khói như vậy, người ta dùng kiếm như thế thì có bị thương hay không? Và đâu là những thanh kiếm ma ám khiến cho bất cứ ai nghe xong cũng phải sợ xanh mắt mèo. Cùng với đó là vô và những thứ ly kỳ, bí ẩn và không kém phần đáng sợ liên quan đến món vũ khí này mà chúng ta chưa hề biết hết. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá, đột nhập xưởng đúc kiếm và khám phá 7 bí ẩn ly kỳ về thanh kiếm. Thứ nhất, thanh kiếm thần và sự thật ít biết về Hồ Gươm. Ở đây có bạn nào tự tin với kiến thức về lịch sử chuyên sâu của mình thì comment tôi giỏi lịch sử để điểm danh nhá. Và liệu các bạn có biết là tại sao mà trong các triều đại phong kiến từ Lý, Trần, Lê, Nguyễn, thậm chí là cho đến ngày nay, người ta luôn chọn vùng đất xung quanh Hồ Gươm để xây dựng các công trình tôn giáo hay là hành chính quan trọng bậc nhất hay chưa? Cụ thể thì nhà Lý đã cho xây dựng chùa Báo Thiên để trấn yểm kinh thành, chúa Trịnh đã chọn nơi đây đặt hành cung phủ chúa, rồi đền Ngọc Sơn, tháp Bút thời Nguyễn cùng với rất nhiều những công trình văn hóa tôn giáo linh thiêng khác. Tất nhiên không có gì là ngẫu nhiên cả, bởi Hà Nội không chỉ có thế phong thủy đặc biệt hiếm có khó tìm thì Hồ Hoàn Kiếm lại chính là nơi có vị trí quan trọng bậc nhất trong lòng Hà Nội. Tương truyền vào thời giặc Minh đô hộ nước ta, chúng coi nhân dân như cỏ rác, ai cũng oán hận. Bởi vậy mà trong vùng Lam Sơn, nhiều nghĩa quân đã nổi dậy để chống lại nhưng không thành. Thưa người dân, khổ trăm bề, Đức Long Quân đã nảy ra ý định cho mượn gươm thần để họ đánh giặc. Đương nhiên, gươm thần chỉ dành cho những người có tầm nên phải vượt qua biết bao nhiêu thử thách, lên lợi mới có thể sở hữu được một chiếc gươm thần hoàn chỉnh. Chuyện bắt đầu từ khi Lê Thận, một người đánh cá mà cả ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt. Đến khi nhìn kỹ thì mới biết đây là một thanh gươm sáng bóng, sắc lẹm và trên gươm có khắc sâu hai chữ Thuận Thiên. Vừa hay sau này, Lê Thận đã tham gia đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn thì chủ tướng Lê Lợi trong một lần chạy vào rừng để tránh bị giặc truy đuổi đã bắt được một chuôi gươm có nạm ngọc. Lê Lợi đem chuỗi gươm mà mình bắt được tra vào trong lưỡi gươm mà Lê Thận kéo lên thì lại vừa như in, và khi đó Lê Lợi nhận ra đây chính là một thanh gươm thần. Kể từ khi có thanh gươm quý, nhuệ khí của nghĩa quân mỗi lúc một tăng, gươm thần tung hoành khắp trận chiến, giúp nước nhà độc lập, đánh bay quân Minh, chủ tướng Lê Lợi lên ngôi vua. Và một năm sau, nhà vua cho cưỡi thuyền rồng dạo chơi bên hồ Tả Vọng. Nhân lúc đó, Đức Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại gươm báu. Kể từ đó, hồ Tả Vọng được đổi thành Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của thanh kiếm thần, thì Hồ Gươm còn được cho là có khả năng tiên tri trước những sự kiện nhà Lê mất nước cách đây 200 năm. Vậy mới nói, chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Và đó là câu chuyện kiếm thần, còn những thanh kiếm ngày nay thì sẽ thế nào đây? Hãy cùng đột nhập ngay vào những xưởng đúc kiếm để xem thanh phẩm có xịn sò như lời đồn không nhé! Thứ hai, đột nhập xưởng đúc kiếm. Dành cho những bạn nào chưa biết thì kiếm hay gươm là một loại vũ khí lạnh cấu tạo từ một thanh kim loại thẳng, dài và dẹt, được mài bén ở mũi và lưỡi chuyên dùng để đâm, chém trong các tác chiến. Loại gươm có lưỡi cong, chỉ có một lưỡi được mài bén thì được gọi là đao. Đương nhiên, không dễ gì để làm một thanh kiếm thật nhẹ và có thể lay động như một thanh sắt mỏng lại có sức chịu đựng và công phá kinh khủng như vậy. Xưa kia, khi công nghệ chưa phát triển, người ta phải rèn kiếm đến chai cả tay mới cho ra lò được một thanh như ý. Còn bây giờ, dù khoa học đã hiện đại nhưng công đoạn làm kiếm vẫn rất công phu. Trước hết, phải chọn đúng kim loại, đây là bí mật nhà nghề. Kim loại cũng nấu loãng và đổ vào trong khuôn để cho nguội lại thành thanh thép. Thanh thép này sẽ được nung nóng đỏ cho mềm ra và được đập bằng búa cho mỏng xuống. Xong rồi lại được đun nóng chảy, đập mỏng ra, gấp đôi lại rồi lại đập mỏng. Thao tác cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng 30 lần. Tiếp đến là công đoạn làm nguội kiếm, từ nhiệt độ cực cao của thép đang cháy đỏ cho đến nhiệt độ cực lạnh, lạnh hơn nước đá nhiều lần càng tốt, thế thì kiếm sẽ rất dẻo dai và không giòn. Cuối cùng chính là phần rũa, mài và đánh bóng, gắn chuôi và gắn vỏ. Ui ui, kể ra nghe làm kiếm cũng cực thật đấy. Ấy thế mà con người vẫn cho ra đời được những sản phẩm siêu xịn sò, ước tính công sức làm ra cũng phải tính theo tháng theo năm luôn. Thứ ba, những kỷ lục đáng kinh ngạc về thanh kiếm. Nổi bật trong danh sách kỷ lục lần này chính là cái tên vàng trong làng đắt đỏ.
thanh kiếm quý của hoàng đế Napoleon Bonaparte được bán đấu giá vào năm 2007 với số tiền thu về đạt 6,4 triệu đô la, tương đương với 150 tỷ đồng. Ngoài giá trị khủng, thanh kiếm này còn được coi là một trong những vật báu gia truyền của gia đình Bonaparte và được Pháp coi là vật báu quốc gia. Còn để mà nói về danh xưng người chém kiếm nhanh nhất trên thế giới thì phải gọi tên Isamachi, một trong những võ sĩ samurai nắm nhiều kỷ lục Guinness thế giới về kỹ năng kiếm thuật của mình. Nhiều người từng kinh ngạc khi chứng kiến Isamachi dùng kiếm Takana chém đứt đôi viên đạn đang bay với tốc độ 322 km/h và hoàn toàn có thể chạm vào người anh chỉ trong vòng 0,026 giây. Tuy nhiên, để mà nói về thanh kiếm đáng sợ nhất trên thế giới thì khó có thể qua mặt được Muramasa, một thanh kiếm cổ của người Nhật Bản có sức hủy diệt ghê gớm. Tương truyền, người nào sử dụng thanh kiếm thì buộc phải để nó thấm máu người. Nếu thanh kiếm Muramasa không được thỏa mãn cơn khát máu thì người đó sẽ bị giết hoặc phải tự tử. Thực tế, suốt nhiều thế kỷ qua đã có rất nhiều người sử dụng thanh kiếm Muramasa và trở nên điên dại hay là bị giết chết. Do đó mà người ta cho rằng nó là vũ khí đã bị dính lời nguyền. Eo ơi, đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu các bạn ạ. Vậy thì các bạn có biết những thanh kiếm mà thường xuyên xuất hiện trên phim thì sao đây? Là kiếm thật hay là kiếm pha kè nhỉ? Hãy cùng khám phá bí mật đằng sau nhé. Thứ tư, sự thật té ngửa về kiếm trong phim cổ trang. Có thể là các bạn đã biết, từ thời xa xưa, trước khi mà súng đạn ra đời, thì đao kiếm chính là vũ khí chính cho những chiến sĩ và hiệp sĩ. Một thanh kiếm quý, chém sắt như chém bùn, là một bảo vật vô giá, thường được xem là thần kiếm, thường nằm trong tay đệ nhất cao thủ võ lâm. Và khi kiếm lạc khỏi tay chủ, thì thường sinh ra sóng gió trên chốn giang hồ, tạo nên những cuộc thảm sát tranh giành kiếm. À thì đấy là mình nói về những cái thanh kiếm mà ngầu lòi từ thời xa xưa thôi, chứ còn kiếm trên phim toàn là hàng pha kè, đồ nhựa dẻo đàn hồi, còn mà đâm ngàn nhát cũng chẳng chết, chứ ai người ta dám dùng kiếm thật. Nhớ đâu diễn viên trong lúc giao đấu hăng quá, tự làm bị thương thì lấy ai mà đóng phim cho chúng ta xem nữa. Và bật mí thêm cho các bạn một số chi tiết vô cùng thú vị là không chỉ có kiếm là pha kè thôi đâu, mà cả mấy cái cảnh soái ca đánh nhau máu me be bét khiến chị em khóc cạn nước mắt thì cũng toàn là phẩm màu với sốt cà chua không đấy, chứ máu ở đâu mà phun ra thành rau như thế được. Rồi thì cả những cái cảnh phi ngựa như bay hóa ra cũng toàn là hiệu ứng cây lá chạy bằng cơm và dàn đẩy xe cực kỳ tốn sức. Nói chung là trên phim ảo vậy thôi, chứ cứ đến phim trường tận mắt ngắm thì đúng là ối rồi ôi thật, toàn là những cú lừa triệu đô mà thôi. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá ngay hàng loạt những bảo kiếm vô cùng xịn sò được tìm thấy ở trong lăng mộ của một vị vua nổi tiếng bậc nhất Trung Hoa. Thứ 5, bí ẩn thanh kiếm ngàn năm sắc liệm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Các bạn thân mến, chẳng phải tự nhiên mà lăng mộ của vị hoàng đế quyền lực nhất nhì Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng lại nổi tiếng đến như vậy. Với khối diện tích siêu to khổng lồ tương đương với 5 sân bóng quốc tế và rộng gấp 200 lần so với thung lũng của các vị vua Ai Cập, quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng bao gồm rất nhiều kim tự tháp nhỏ và thảm thực vật phong phú, hệ thống bẫy tinh vi cùng với dòng sông thủy ngân kịch độc nhằm ngăn chặn những kẻ trộm mộ tới đây cả gan đột nhập. Đặc biệt, phát hiện khảo cổ hấp dẫn và bí ẩn bậc nhất kim tự tháp này chính là một số thanh kiếm ngàn năm không gỉ trong lăng Tần Thủy Hoàng. Một số những thanh kiếm này được tìm thấy, nổi bật chính là thanh kiếm có dòng chữ. Đây là thanh kiếm Việt Vương Câu Tiễn đã sử dụng. Vậy thì nhân vật Câu Tiễn là ai? Được biết, đây vốn là một vị vua nước Việt nổi tiếng cuối thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, nên tính xương xương, thanh kiếm này cũng phải có tuổi đời hơn 2.000 năm tuổi. Ấy vậy mà không biết bằng một cách thần kỳ nào, thanh kiếm này vẫn vô cùng sắc bén và tuyệt nhiên không hề bị hoen gì dù môi trường xung quanh khá ẩm ướt. Mà kỳ lạ như thế này, các chuyên gia lại phải vào cuộc điều tra thôi, và cái kết là họ đã phát hiện ra điều vô cùng bất ngờ. Cụ thể, các chuyên gia nhận thấy những thanh kiếm trong lăng Tần Thủy Hoàng đều được làm từ đồng. Đặc biệt, số kiếm này sáng bóng suốt hàng ngàn năm nhờ được phủ một lớp oxit chrome dày 10-15 micron. Bất ngờ hơn nữa là công nghệ phủ chrome để chống hao mòn kim loại chỉ mới xuất hiện tại Đức vào năm 1937. Qua đó có thể thấy trình độ của người Trung Hoa đúng là không phải dạng vừa đâu. Đỉnh thật sự luôn các bạn ạ. Thế nhưng, nếu xét về cái trình luyện kiếm thì Nhật Bản mới xứng danh là chúa tể của những chiếc kiếm đấy. Thứ 6, thanh kiếm Katana, niềm tự hào samurai Nhật Bản. Dành cho những ai chưa biết, thanh kiếm Katana của Nhật Bản còn được coi là linh hồn của samurai và là một trong những vũ khí sắc bén nhất được sử dụng ở thời cổ đại và phong kiến Nhật Bản, nhưng nguồn gốc của nó thì vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Người ta nói rằng thanh kiếm Katana bí ẩn được sinh ra trong lửa, nên từ thời xa xưa, thanh kiếm này là biểu tượng của đức tin và uy quyền. Đặc biệt là đối với một samurai, tầng lớp võ sĩ Nhật Bản thì thanh kiếm là thứ không thể thiếu. Nó không những là một công cụ chiến đấu lợi hại mà còn thể hiện cho tinh thần, phẩm giá và danh dự của họ. Kiếm còn thì người còn, kiếm mất người cũng mất.
Chính vì vậy mà mỗi samurai coi thanh kiếm như là mạng sống của mình và sẽ truyền chúng lại cho các thế hệ tiếp theo. Dần ra, kiếm, ngọc và gương là ba bảo vật truyền quốc được coi là biểu tượng của cả quốc gia Nhật Bản. Chả vậy mà ngay từ thời xa xưa, phong tục cổ truyền của Nhật Bản khi mà cả gia đình sinh một đứa con trai thì mỗi người dân trong làng sẽ đến chào mừng cho quý tử, mỗi người một ít mạt sắt. Sắt đó sau này, khi cậu bé trưởng thành thì sẽ được một kiếm sư rèn thành thanh kiếm cho cậu. Và trước khi rèn một thanh kiếm thì bao giờ kiếm sư cũng trai giới, giống như là lễ rửa tội, cầu xin thần linh phù hộ và sau đó là mặc lễ phục để rèn kiếm. Sau khi rèn xong là đến giai đoạn mài và đánh bóng kiếm. Công việc này không hề đơn giản mà phải trải qua 13 giai đoạn, dùng 13 loại đá mài, 13 động tác khác nhau và mất trung bình 120 giờ. Cùng với những thao tác và kỹ thuật vô cùng khó và quan trọng, sự tập trung cao độ, bởi nếu như lơ đễnh một chút là có thể hỏng luôn cả lưỡi kiếm. Người Nhật quan niệm một thanh kiếm tốt là phải có tâm linh tương thông với chủ nhân của nó. Vì vậy, mài kiếm chủ yếu là làm sao cho thanh kiếm toát lên được cái thần mà mọi người nhìn vào có thể cảm nhận được. Có làm được như vậy thì mới được xem là thành công và cho ra đời một thanh hảo kiếm. Chính nhờ sự tỉ mỉ và đặt cây tâm vào mỗi chiếc kiếm nên ngay từ thế kỷ 13, kiếm Nhật đã nổi tiếng toàn thế giới mà không nơi nào sánh kịp. Và mãi đến thế kỷ thứ 19 thì người châu Âu mới đủ trình độ để làm ra được những hợp kim có thể sánh ngang với thép Nhật lúc bấy giờ, trước đó 600 năm. Uầy, đúng là kiếm Nhật đỉnh thật đấy. Không biết là ở đây có bạn nào được sờ tận tay những thanh kiếm như vậy hay chưa? Khoe xương xương cảm nhận xuống phần bình luận nha. Và cuối cùng, chính là những chiếc kiếm siêu to siêu dài có thể khiến bạn kinh ngạc tột độ vì không tin là chúng tồn tại. Thứ 7, thừa hư về những chiếc kiếm siêu dài của người khổng lồ. Nếu là fan của Kính Lúp TV và đã từng xem qua video 6 bí ẩn ly kỳ và thú vị về người khổng lồ mà chưa từng ai nói cho bạn biết, át hẳn bạn còn nhớ tới sự tồn tại của người khổng lồ trên thế giới là hoàn toàn có thật. Và thêm một bằng chứng không thể chân thật hơn về người khổng lồ đó chính là Norimitsu Odachi, là thanh kiếm đầy bí ẩn của Nhật Bản, được rèn từ thế kỷ thứ 15 với kích thước lớn đầy bất ngờ, chiều dài 3,77m và nặng 14,5kg. Với kích thước dài gấp đôi cơ thể chúng ta thế này, thử hỏi ai sẽ là người có đủ tầm vóc để sử dụng nó đây? Hay nó sinh ra để dùng cho người khổng lồ nên mới có thể siêu to khổng lồ đến như vậy? Thế nhưng, bất ngờ là những thanh kiếm siêu khủng như vậy không còn là hiếm gặp như chúng ta nghĩ. Điển hình như thanh kiếm dài hơn 7m được tìm thấy tại Trung Quốc nhưng lại khiến cho cả dân làng được một phen khiếp sợ, bảo nhau là phải chôn ngay kẻo rước họa vào thân. Chuyện là vào mùa xuân năm 1988, con sông Tứ ở huyện Duyệt Châu, Sơn Đông, Trung Quốc khô cạn nước, lộ cả đáy. Người dân thôn Đại Kiều sống gần đó đã kéo nhau ra bờ sông để khai thác cát về xây dựng. Ai ngờ bỗng phát hiện ra thanh kiếm dài hơn 7m, nặng 1.539,8kg, đang vùi mình trong bùn đất. Mặc dù phần lưỡi kiếm đã han rỉ nhưng vẫn nhìn rõ hình dáng một con nhai xế, linh vật mình rồng, đầu chó sói trong văn hóa Trung Quốc được chạm khắc bên trên. Phần chuôi kiếm còn tương đối nguyên vẹn và bên trên có dòng chữ Kim Nhất Phụng năm Khang Hy thứ 56, cho thấy kiếm được sản xuất trong thời kỳ thịnh vượng bậc nhất của nhà Thanh. Quá hãi hùng, người dân ngay lập tức kêu gọi các chuyên gia văn hóa địa phương để trình báo về thanh kiếm này. Hóa ra, mùa hè năm Khang Hy thứ 50 năm 1712, hạ lưu sông Tứ gặp lũ lụt liên miên, chân cầu bắc qua sông cũng nứt gãy vì cơn lũ. Do đó mà tri huyện Duyễn Châu lúc này là Kim Nhất Phụng đang đi đầu trong việc quyên góp sửa chữa cây cầu. Không chỉ vậy, ông ta còn bỏ tiền túi ra để chế tác cây kiếm khổng lồ, tạc hình linh vật nhai xế với mong muốn trấn thủy cho vùng đất này. Ai ngờ, thanh kiếm vừa được cắm xuống lòng sông thì ít lâu sau kiếm bị nước cuốn trôi, đẻ rồi chôn vùi dưới đáy sông hàng trăm năm. Đến nay, bảo vật độc đáo này đã được mang tới bảo quản tại bảo tàng huyện Duyện Châu và đặt tên là Thiên Hà Đệ Nhất Kiếm. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những điều ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ liên quan đến thanh kiếm, một trong những đồ vật vô cùng quen thuộc và cũng như là có mặt trong rất là nhiều những bộ phim truyền hình điện ảnh. Và các bạn cảm thấy thế nào sau khi xem xong video này? Đừng quên để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.